Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con kính chào bà ba. Dạ hôm nay được nhân duyên gặp được bà ba, đây là một cái điều vinh hạnh cho em cháu. Thì tất cả anh em đồng đạo chúng ta ngồi ở đây được gặp cụ lão. Được năm nay bà ba được bao nhiêu tuổi rồi? Để tính coi 82 rồi ha. tám Dạ, mấy rồi, dạ tám mấy tám rồi. hai Dạ. Thì kính thưa bà ba, thì nghe nói là một thời gian bà ba cũng có đi niệm Phật. Thì theo như nguyên nhân gì mà bà ba giác ngộ tu hành và được niệm Phật như vậy bà ba? có gì rồi mà quan trọng, thì thấy cũng mà gia đình cũng còn eo hẹp rồi, thấy khổ sở quá à, không có được khá giả đó, rồi thôi giờ thôi thì mình lo tu hành đó để hưởng cái trao có phước, cái kiếp này không có phước thì lo đi tu để kiếp phước. Dạ, thì xin hỏi bà ba, vậy là cái giáo lý của Đức Thầy bà ba có đọc cái đoạn giảng nào có thể cho mà huynh đệ ở đây nghe được không? Như là nếu như ai gì đó bà ba. Thì giờ chú muốn cái nào thì tôi cũng có nào tôi đọc được thì tôi đọc cái nấy, gì Dạ, tôi không biết thì con cái nào sao. dạ thì con nghe cái câu là nếu như ai sao nè bà ba nhớ không? Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, thấy không? Dạ đúng rồi, hay Thì quá. cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, vào tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng. Quá hay. Dạ, xin hỏi bà ba, nguyên nhân đó là nguyên nhân sao mình thuộc được những bài giảng của Đức Thầy nói cho mình Thì thuộc? mình cũng thấy giảng đó rồi mình đọc rồi mình nghe mình coi sao vậy đó, thì đọc thì hoài thì biết rồi chứ có gì đâu. Vậy đó ha. Rồi thường thường mình hồi trước có đi niệm Phật ở đâu không bà ba? Có mà không, mà lâu quá không lên. À thường ở đó đi đi à, Đi theo đi mấy nhà mà niệm Phật mà như thế có quà mà làm quyền ở làm gì người ta làm là gì, hồi cái đạo tràng đó ha. Dạ. cũng có đi chứ cũng không có đi nhiều. Ở gần xóm mình bây giờ có cái chỗ nào niệm Phật không bà ba? Giờ không 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 biết nữa. Phải mà phải đi xa niệm Phật mới được ha. Bởi vì hình như nghe nói ở Thốt Nốt bây giờ cũng là người dân ở đó niệm Phật cũng đông, mà như nghe nói là bây giờ cũng có cái chương trình như nhà huynh Ba Tài cũng có niệm Phật nữa đó bà ba. Mỗi lần nghe nói bà ba đi Đà Nẵng niệm Phật vậy là được mấy năm? Bà Tài cũng đâu có niệm được lâu, nó cũng mất mà công chuyện đồ rồi cũng có ít, mà bây giờ nó Bây có giờ không có ở tại nhà, tại nhà nó không ở không tại có nhà. tu tại nhà, tại vì hồi xưa thì bây giờ tổ chức cái chương trình niệm Phật đó rồi. Mà xin hỏi bà ba, vậy là theo như mà mình nghĩ là niệm Phật mình thấy cái gì màu nhiệm không, có thể kể cho? Mình cũng chưa có biết thấy cái gì màu nhiệm nhiều, mình cũng còn quê dốt quá à. Dạ Chưa có được thông minh gì nhiều. dạ nhưng mà cái niệm Phật mình thấy nó đạt được cái gì không, nó có thấy con người mình nó khỏe hay là trí Thấy huệ cũng sáng? có mà phước đức là cũng thấy vui vẻ, vui vẻ trong lòng mình muốn làm cho tu hành cho nhiều vậy đó. Dạ quá quý, đâu phải dễ kiếm bà ba ra mà được cái gì đâu, dễ hiếm lắm. Bây giờ bà ba thấy đi, mình kiếm hết luôn từ ở đầu trên tới xóm dưới rồi kiếm một người niệm Phật, hình như nghe nói bà xui xui mà lần của bà ba đó là bà bảy hay gì phải không, Bảy gì bà bảy đắng hả? bảy đào hay gì nào? Bảy đào À hả? hồi đó hình như là cũng đi niệm Phật, mà hình như là sau thời gian bà đi niệm Phật với bà ba có đi không, thời gian đó Không, không có đi. cũng không có ít ha, nhưng mà sau này là ít đi. Rồi bây giờ theo như bà ba cảm thấy Đức Thầy đã nói như vậy mình nên tu gấp không bà ba? Ráng lắm, ráng tu cho gấp cho mà Đức Thầy được vui nữa nè, mình cũng được mà thoát khổ nữa đó, vậy đó chứ không có gì. Thầy dạy mình, thương mình là dạy mình rằng mình tu rồi cho mình hết khổ,
có gì đâu. Hồi trước giờ có đi lên tổ đình nhiều không? Ít có đi, một hai khi lễ rồi gì đi cũng. À, lễ có đi ha. Tới ngày như 25 tháng 11. Thường thường lễ của Đức Thầy là bà ba có thường đi lên chảnh không, hay là đi trước ngày hay là sau ngày? Ít có đi, ít có đi. Vì mình thấy trong nhà mình cũng lễ rồi cũng được rồi, thành ra không có lợi chùa chiền, ở nhà lại cũng lễ. Dạ. Mà sao mình nghe được cái giáo lý của Đức Thầy, nghe cái đoạn nào mà bà ba mà tu mà giác ngộ, nghe cái đoạn giảng nào theo cái tâm đắc của bà ba? Nhiều quá, dài quá, nghe không có hết nổi. Dạ. Cái câu mà như bà ba nghĩ là ráng trì tâm là ý nghĩa là Đức Thầy nói ráng trì tâm sao bà ba nhớ không? Niệm canh thông. Ồ, đúng rồi. Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Ờ, đúng rồi. À, vậy đó. Như vậy là ý là Đức Thầy dạy sao? Có thuộc chút đỉnh chứ còn không có thuộc hết. Nói ngay. Có cũng có đoạn mà thuộc cũng bộn bộn mà vừa có chỗ mà cũng quên. Dạ. Mà nhớ khúc nào thì nói khúc nấy vậy chứ. Dạ, đúng rồi. Với hai cái ba, từ lúc đó giờ vậy mà ba mà ngủ có thấy thầy không ạ? Đấy, ngủ có thấy thầy không? Không. Không. Mấy cái vị mà thấy thầy đó là mấy cái người đó cũng có căn duyên, nhưng mà tại vì tu giải đãi mới cho thầy mới cho thấy. Thầy cho còn thấy mình đó. Đã tu tinh tấn là nghĩa là mình người là tu tinh tấn đó, là thầy biết con đứa này tinh tấn, còn đứa này có cái duyên sâu, nhưng mà có nghĩa là chậm chạp không chịu tu, thầy mới dùng cái thằng nhãn đó để cho mình thấy mình giác còn mình tu chứ không gì chứ. Còn như mình ở đây là cái dụng xứ đạo rồi. Còn gì nữa không? Mình nói chuyện gì lúc chứ không? Bình thường mình cứ hỏi bà ba thì anh em đồng đạo mình ngồi đông rồi, giờ bà già lão thì lâu lâu bà muốn có được dịp để nghe bà lão 82 tuổi để chia sẻ đạo đức mà. Tôi thì cũng không có thông minh gì cho lắm, biết chữ quốc ngữ gì là đồng giảng được được vậy thôi. Chứ không có thông minh được nhiều, bởi vì cũng không có thông thái đồ giảng mà khúc nào mà nói gắt rồi gì không biết. Dạ. Nói thường dễ nghe, dễ hiểu. Vậy hỏi bà ba cái môn tịnh độ là phương môn tịnh độ là cái gì? Ý Đức Thầy nói. Môn tịnh độ là như mình thường ngày mình cúng quải trong cái gia đình, hoài hoài vậy đó. Chuyên môn vậy đó, không có bỏ sót. Dạ. Như thường thường là mình cúng quân bình một ngày là hai thờ hay mấy thờ? Hai thờ cũng được, hay là cúng thờ trưa nữa cũng được. Ồ, tăng ca hen. Rồi niệm Phật trong cái niệm Phật thì niệm hoài hoài. Ồ, nào Phật cũng được. Quá hay. Khó kiếm được người niệm Phật mà niệm hoài hoài. À, vì cái câu mà Nam Mô lòng thương chúng sao bà ba nhớ không? Thương chúng thiết phương tịnh độ, dẫn dắt nhiều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật thì cầu sanh về Phật quốc. Chuyên niệm Phật niệm hoài, niệm hoài, không có bỏ qua sót, không có bỏ qua đâu. Dạ. Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật đầu tiên và ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện cùng hành thì được phương cách về nơi an dưỡng. Chỉ có một kiếp rồi, Tây Phương hầu hướng rồi, thoát mê đồ mới giúp cuộc linh hồn. Đó, nhiều khoản nợ thấy bộn 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 về. Dạ. Mình giúp được cái cuộc linh hồn này cái là mình khỏe re rồi, không có lo gì nữa chứ, không có lo sống chết hay gì nữa chứ. Rồi xong cái sự cúng trưa đó là mình cúng, mình có ngồi niệm Phật luôn không bà ba? Cũng có khi ngồi niệm, có khi cũng bận công chuyện quá cũng không có ngồi cúng không, rồi đi làm chuyện rồi cũng không có ngồi hoài thường. Bây giờ tuổi mình cũng 82 tuổi rồi mà cũng còn chỉ có còn phương pháp niệm Phật thôi, chứ còn hồi còn trẻ thì cũng phải lo là áo tặc. Còn trẻ còn cái đường dài nghe chứ, lo mà làm rồi riết cho nó cho mau tới. Nhà
buổi tối này thì có thời gian ra ngồi niệm Phật nè. Dạ. Còn buổi sáng ít có ngồi niệm được, đi mần công chuyện này kia đó. Để thì cái đó để thì cho nó cái mấy cái đó. Dạ thì quá hay rồi, bữa nay gặp bà kể về cái pháp môn niệm Phật để cho mình thấy đó quý vị. Thì mình gán quý vị ơi, tuổi mình cũng đã già rồi, như anh em mình thì còn trẻ, mà mai bà ba chỉ đường cho mình để gán niệm Phật. Cõi tịnh độ sao bà ba nhớ không? Cõi tịnh độ á. Cõi tịnh độ lắm điều sao? Thanh nhã. Cõi tịnh độ phải thật. Dạ đúng rồi. Khổ buồn giàu lo sợ chẳng còn đó. Nó khỏe biết nhiều nữa. Còn chú ta bà để tim lụn dầu mòn, nó mòn mỏi không mà không có pháp gì hết vậy trơn. Thân tứ đại của người cũng thế, bởi vì thầy kêu mình mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối nó muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan nhìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung thì quả lành đâu mất, khỏi Tây Phương kêu Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Quá hay, quá vậy hay. Nói rồi tránh gì thì kịp. Dạ. Như vậy là theo mình nghĩ là gìn giới lực, nghe kinh trọng Phật. Như vậy là giới lực nghe kinh trọng Phật là sao bà ba? Giới lực là kinh giảng đó, giảng thầy dạy mà làm cái gì là nên làm, cái gì nên bỏ, cái gì có tội thì đừng làm. Đó, giới lực gì đó. Thấy không quý vị? Nói gọn mà dễ hiểu. Chứ thường thường mình nói mà giữ giới rồi là nhãn thấy sắc thường hay bận bèo bà đó, bây giờ cái gì sai là được. Bà ba đọc từ 8 điều cấm không hả? Bà hơi lãng tài. Cái gì cũng hỏi. Dạ theo nhiều cái điều răn cấm của thầy dạy á, ý nói gì á. Sao? Cái điều răn cấm của thầy dạy là nhìn giới lực nghe kinh trọng Phật đó, ý thì bà đó nói. Giới lực là cái lực nào, cái gì việc gì tội lỗi rồi này kia đó, Đức Thầy không có cho mình làm đó. Rồi mình giờ làm lại cái lực của Đức Thầy dạy thì là nhìn giới lực là mình theo nghe kinh trọng Phật thì nghe lời thầy dạy gì đó. Mình đến lâm chung đến chừng mình chết hen thì cái quả lành mình không có mất. Cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, chờ mình ở trước mình đi. Có gì như vậy thì cái câu mà mau thức tỉnh là kêu mình mau thức tỉnh là ý sao? Mau thức tỉnh là lo tu cho gấp chứ đừng bê trễ nữa. Hồi đó giờ mình không có tu, không có biết mà lượng giới lực. Nhưng mà mình tu bê tha, bữa tu bữa không, bữa cúng bữa không á. Còn bây giờ phải chuyên môn mỗi ngày, mỗi cúng, không có bỏ tốt ngày nào. Rồi phải nhìn ra lực lệ, cái lực lệ nào bộ tội lỗi đó thì bỏ, không có làm. Ví dụ như thế, ăn cắp, ăn trộm mà cũng không, rồi uống rượu cờ bạc cũng không, đó giới lực là mấy cái đó mình đừng làm. Bà ba thì hồi đó có uống rượu không? Không. Như vậy là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ là lại tu cho gấp ha. Rồi cái câu mà hết khổ nó mau nấy. Dạ. Rồi đến tội rồi mới hối muộn màng là rồi, sao? Đến tội rồi nha, tới mình có mang quà mang tay rồi sao mà tu nữa được. Đó, tới chừng đó rồi cái khổ lắm. Mình tu trước rồi cái khổ đó đi, rồi nó khỏi khổ. Dạ. Đến tội chi cho bằng ta sớm lo toan, mà lo cái gì bà ba? Lo toan là lo tu hành, lo làm việc mà phước đức từ thiện rồi kia đó. Dạ. Gì đó là lo toan lo mà. Rồi mới tới nhìn với lực nghe kinh trọng Phật là theo như nghe kinh được trọng cái lời Phật dạy, mình nghe lời Phật dạy mình không quên. Rồi đến lâm chung là đến ngày mình chết đó, cái quả lành của mình nó không có mất, nó còn mà mình hưởng được. Lúc đó mới cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, theo như cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ là Phật rước mình hay sao? Phật trời rước mình đó. Cái phương mà chờ đợi mình ở dưới này có ai mà tu hành nữa, Phật xuống rước không? Còn cái việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến. Quả đến e cho khó tránh. Dạ. Bây giờ không tu chừng quả nó đến làm sao tránh kịp.
Còn theo như mà Đức Thầy nói là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, là cái ý là nó lắm điều thanh nhã, là cái ý Đức Thầy nói sao rồi ba? Thanh nhã là không già, không bệnh, không khổ, không có đau ốm, không có gì trơn trời. Vui vẻ không à, không có gì khổ buồn chứ. Khổ buồn giàu lo sợ chẳng còn luôn, không có còn mấy cái chuyện khổ gì đó. Dạ dạ quá hay. À, rồi à, tức là khổ buồn rầu mà lo sợ chẳng còn luôn. Mấy cái đó rồi mình khổ, mấy cái điều đó mình đều khổ không đó. Nhưng mà lúc đó mình tu rồi là rồi khổ buồn rầu sợ gì không còn chứ, vui vẻ không. Nhưng chú ta bà nó tim lụn dầu mòn. Thân tứ đại của người cũng thế. Cái câu tim lụn dầu mòn, cái câu tim lụn dầu mòn là ý nghĩa là Đức Thầy nói là giống như cái đèn mà hết dầu hả sao? Vậy đó. Như mình đây nè, bây giờ mình còn mạnh khỏe gì chứ dạ. Mơi mốt cái đau ốm bệnh hoạn cái rồi mòn mỏi giết là chết đó. Đó là vậy đó. Khổ. Quá. Wow. Bà ba bà có giải từ ngữ. Quá quá tuyệt vời. Dạ. Mau tôi thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Dễ ngày nào thì nó ủ ngày nấy vậy nha. Vậy là mình phải Tây phương chứ Phật đợi chờ mình, đợi chờ mình tu đằng Phật trước gì à. Mà mình không chịu tu giờ gì không được. Như vậy thì Đức Thầy, cái lúc mà Thái tử Sĩ Đạt Ta ngài đã thấy cái cảnh gì mà ngài mới giác ngộ tu hành bà ba? Thấy cảnh sinh già rồi đó, ông già ổng mà trong gậy đó để chứ cũng có gặp người sanh rồi ổng vô tiếp giúp được nữa đó, anh già bệnh chết gì đó rồi ổng thấy cái đó mà ổng giác ngộ tu. Sinh lão bệnh tử ha, là ổng giác ngộ ổng tu ha. Vì là khi mà thị sĩ đặt ta là đi xuất gia đi tu đó là nhờ cái thấy cái cảnh đó mình ừ mới... thấy cảnh đó rồi mới đi tu. Bà ba, cái quyển mà thứ năm mà Đức Thầy nói là cho sĩ đặt ta đó là khổ đó, tứ khổ đó, cái tám khổ đó bà ba. Khổ thứ nhất làm sao đó bà ba nhớ không? Sự sanh là gốc. Khổ thứ nhất sự sanh là gốc mà vào bụng mẹ xung quanh bao bọc có khác nào ở chốn dùng ngục tù, ở ngục tù còn khỏe hơn ở trong bụng đó. Vào chung quanh chung mà ở chỗ khác nào ở chốn ngục tù ha, buổi mẹ đau ha, buổi mẹ đau quyết liệt hình thu lúc lúc mẹ đói ở giường nó treo lỏng bỏng như nở trong bụng đó. Dạ. Nó treo lỏng bỏng lỏng le trong lúc mẹ no cơm thì chật chội khó khăn. Dạ. Đủ thứ khổ hết trơn. Dạ dạ. Khi ra đời đau đớn vô ngàn cất tiếng khóc mà nếm mùi như thế. Rồi tới đoạn lão khổ thương nghề xin kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân, hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mỏi, nằm đi đứng đỡ nương chống chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng, lao khổ rất nhiều đấy không. Dạ. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân, thân hành hạ sắc thân đeo quế, hành hạ sắc thân cô quế. Bởi thời thế chuyển xây biến thể, thêm uống ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân trầm trọc hôn mê nhức nhối. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tư phân giải. Giờ nhìn thấy thứ là cùng đường rồi. À, cùng đường. Còn gì nữa? Là trên như thế. Trên như thế. Trên như thế hữu hình tất hoại, có sanh ra khổ hải đâu chừa. Trải bao phen dãy gió dầm mưa, ngày kiếm sức quyển thân nó tăng nát. Gần hấp hối ra tâm thần nó sao sáng, khổ sợ gấp đó nữa dữ. Tí giận dơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến lúc lâm chung là chết đó. Dạ. Giả khỏi tạm theo đường đậu thuốc, nhiều phương thuốc người sao ngang trước mà cũng không thoát lực đường quần, đâu có thoát khỏi rồi cũng phải chết được đâu, cũng phải chết à. Dù ẩn nơi cùng cốc thâm sơn cũng khó tránh tử thần chứ khỏi. Quá hay à, cho anh chàng có tay đừng kết thúc cái đề hôm nay rồi. Bà bữa nay tôi nói về thuộc lòng hết trơn cái cuốn thứ năm đó. Dạ. Tôi tỏi cầu chẳng thành những việc thích tham, người trên đời ai cũng lòng tham hết chứ,
muốn phước thì thiện, thầm hàm tiền của, nào vợ đẹp, hầu sinh là lụa, không được thì được bực tức ưu phiền. Đẹp mấy món đó không chứ không ai gì chịu tu. Cả tâm thần nha. Cái tâm thần điêu đứng đều đảo điên vậy có phải khổ hay là chẳng. Muốn cái chuyện gì mà không được cái coi mình bực tội, mình khổ sở, mình sầu, thì nay bi dữ lắm. Nói gì? Cầu chẳng thành những việc thất ham người trên đời quá hay. Bởi vì mình thoát được cái mấy cái khổ đó cái là mình hết chân khổ. Dạ. Mình chưa có khỏi hết cái khổ được nè. Sao thấy bà ba cười hoài à, thần đương vui vẻ hoài, chắc khó khổ ở nhà niệm Phật. Dạ. Khổ chứ có khi cũng hoàn cảnh đó, cũng dạ. Mình, cũng tới cũng khổ cũng buồn. Thấy chứ. Ai cũng có hết nha. Nhưng mà nợ thế ông Tôn. Mình ăn chay bao nhiêu năm rồi bà Tư? Ủa bà ba không nhớ nữa đâu, mấy năm rồi. Ăn nhiều quá không nhớ. Ăn mấy chục năm mà ăn nhiều quá không nhớ, giờ không tính tiếp được. Thì thôi cũng hôm nay được cái nhân viên lành cũng cảm ơn bà ba rất nhiều. Được bà ba nói về cái sự niệm Phật của mình để nung đúc cho tinh thần em cháu ở đây. Cũng lấy cái gương hạnh của bà ba để mà mình cố gắng, anh em huynh đệ chúng ta cũng phải gắng cố gắng. Chủ đời theo như nghe nói thì bà ba cũng ăn chay mấy chục năm nhưng mà bà không tính ngày giờ được, bị ăn quá lâu rồi. Quá rồi. Thì vậy là mình cũng biết rồi, nhưng mà theo từ ngày mà mình cái bệnh hoạn đồ có thường đi có đi bệnh viện đồ thường không, hồi đó giờ hồi lúc mà ăn chay tới giờ á có đi bệnh viện, có mua thuốc uống không mà không có đi bệnh viện. Vậy đó hả? Thuốc uống hết. Vậy là nhờ cái gì mà mình ấy không đi bệnh viện? Mình cũng đi lợi thầy tiệm mua thuốc tàu, thuốc tây rồi uống vậy đó. Chứ thường thường thì người ta năm 50, 40 mấy người ta đi bệnh viện nhóc hết trơn á. Mà bà tới 8 mấy tuổi mà ít có đi bệnh viện là nhờ cái gì? Nhờ niệm Phật. Thì hết bệnh thì thôi mình khỏi đi bệnh viện. Nhiều khi người ta không tin nghe mà quý vị đồng đạo người ta không tin đó, bị gì cái niệm Phật nó màu nhiệm lắm, người ta không có tin. Có người tin người không chứ đâu phải ai cũng tin hết đâu. Dạ thì thôi hôm nay cũng được cái nhân viên gặp được bà ba, thì thôi có thể con với bà ba ngồi trong ngày đọc đoạn giảng được không, ngồi chung với bà ba đọc đoạn giảng nha. Được sao không? Ôi thằng ơi. Dạ. Được, quý quá lắm rồi anh em được nghe luôn. Bữa nọ con nén cho nó xuống đi niệm Phật con sống chứ. Vậy đó hả? Bà đau không nọ niệm Phật con nén. Bữa nay cùng với bà ba xin đọc đoạn giảng với bà ba, giờ này cũng gặp anh em để gieo duyên với bà ba đoạn giảng nha. Tôi hồi nhỏ 7-8 tuổi là tôi biết cúng rồi đó. Ồ. Thấy cha mẹ mình cúng đó, cúng theo. Vì nào tối là cúng theo hoài vậy đó. Người lớn rồi mới biết nhiều. Còn nhỏ thì những gì niệm Phật thôi, cúng rồi. Dạ. Thì cũng như tại vì cái nhân viên con thích bà ba cái tuổi mà lớn đó là hiếm ai được như bà ba, đừng mà mình sống cái tuổi thọ giống bà ba, để nữa mình cũng phải có cái bổn phận để đem cái đạo lành ban gãi nơi nơi đó bà ba. Ừ, được vậy là quý lắm. Dạ. Ngồi đi thì giờ con với bà ngồi, bây giờ con sẽ đọc cùng với quý vị đồng đạo mình đồng nghe ha. Theo như bà ba đọc cái bài gì, băng tâm hay là bài gì? Băng tâm. Mà cái hơi còn đọc nổi không? Ví dụ đi con đọc là băng tâm ngẫu hứng từ nhàn ha. Ừ. Rồi bây giờ con đọc trước câu hai câu cái bà ba tiếp con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiên bút lựng bàn tục tiên. Tới bà ba là cư sĩ thanh điền, có nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành cháu chia. Tới bà ba gắn công kỳ niệm sớm
khuya thần tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Chí toan gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan. Giải khuyên những kẻ ngộ ngang biết câu luật tự dình đàn tứ ân. Dạ thì Nam Mô Di Phật, con thấy như vậy là chắc bà ba thường giảng nhiều, nhưng mà tại vì con thấy cái sợ bà ba để dưỡng sức đi. Bữa nào còn có tập thứ hai nữa thì cùng với quý vị để cùng với bà ba đọc một đoạn giảng tiếp ha. Hồi nãy dình đàn tứ ân rồi ha, bây giờ có thể đọc gì nào hết hơi nghĩ được không? Được. Thôi mô Phật. Không có, bây giờ đọc đi chừng nào hết hơi rồi cưng. Bây giờ thấy mệt chứ mình nói thôi tôi Nam Mô Di Đà Phật ha. Vậy là bà ba đọc đây tới cái quyển 5. Nhưng mà cho quý vị biết chừng nào hết hơi tôi nghĩ. Thì đại bó sẽ ngồi ở đây cùng với quý vị đồng đạo mình luôn ha. Thì để bà ba đọc tới cái đoạn là chí toan gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan. Rồi bắt đầu chí toan gieo giống bồ đề tiếp theo. Chí toan gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan. Dạ không cô, mình mà ba đọc thôi. Giải khuyên những kẻ ngộ ngang biết đâu luật tự trình đàn thứ ân. Ở trần giữ trọn nghĩa dân, quyết làm tôi Phật gửi thân liền đài. Cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho trăm họ bằng bọc lái được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió dạng chương. Phật đài phương phất mùi hương, cúi đầu đảnh lễ tỳ thương đức màu. Từ bi quay lực nhiệm châu, độ khổ chốn ưu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, Đà Bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Chú đọc được không? Đọc tiếp. Dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Wow, cái này ngâm biết ngâm nổi không? Rồi chú hồi nãy đọc hình như hơi mệt rồi, cái bắt đầu cái chú đọc nổi không tiếp tươi. Cho là thêm khúc nữa ha. Ừ. Khúc nữa mình nghỉ, mình tạm chia tay đi, rồi thì bữa khác mình dưỡng sức lại mình sẽ đọc tiếp nha. Tiên kệ từ bi qua diệu trầm tiếp hơn. Tiên kệ diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm trần gian say đắm theo màu sắc tình đồ. Giác thiền trị dục tâm tiếp luôn phải rõ. Hãy rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rình chánh pháp thoát tà dâm. Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tình chỉ tu thân khỏi lạc lầm. Bốn câu nữa mình nghĩ. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ thi từ nét dấu, cố công gìn giữ thánh thần lương. Ô Nam Mô Di Phật, cho bà ba chạm khói tài quá hay. Và kính thưa toàn thể chư quý vị, thì hôm nay được nhân duyên gặp được bà ba, về cái sự tu tập của bà cũng có kinh nghiệm lâu năm. Người xưa ti ít chữ nôm na, chớ chân chắc người ta ngay thẳng. Cho nên học hiểu của bà ba mà nhờ cái quyển thứ 5 mà Đức Thầy đã viết rồi, cho nên hôm nay bà ba dùng pháp môn niệm Phật để gán tu, tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục mới ngao du thiên đài ha. Thì thôi hôm nay dân nhiên gặp tất cả toàn thể chư quý vị đồng đạo hôm nay, thì chúng ta ngồi để nhắc nhở mà ngọc chùi lao ngọc mới rạng ngời, kim mài dũa kim kia mới bén. Thì hôm nay đến đây thì cũng tạm ngưng để chúng ta có thể khoảng thời gian cho có hơi lại rồi hả nói tiếp nhé bà ba. Thì thôi tới đây
tôi cũng xin kết thúc cái đoạn phim này hôm nay. Và đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, để sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Và Nam mô A Di Đà Phật, xin chào ở trong đạo. Xin chào, cho ông chàng hóa tay. Rồi, xin chào. Rồi, cảm ơn bà Ba rất nhiều, quá quý rồi. Gắn mẹ ra, gắn mẹ ra.